Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 2 tháng 9 nói rằng cuộc phản công của Kiev đang có tiến triển. Các lực lượng Ukraine đang tiến về phía trước, bất chấp những gì xảy ra và bất kể ai đó nói gì, chúng tôi đang tiến lên. Đó mới là điều quan trọng. Đó mới là điều quan trọng. Chúng tôi đang di chuyển, ông Zelensky tuyên bố theo CNN. Không rõ ông đề cập đến bước tiến của Ukraine ở đâu, nhưng theo CNN, Ukraine vẫn chưa tạo ra bước tiến được coi là đột phá. Tháng trước, các quan chức phương Tây mô tả cuộc phản công của Ukraine đang chững lại. Trong một tuần trở đây, quân đội Ukraine đã vượt qua tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga ở vùng Zaporizhia, miền nam Ukraine. Ông Zelensky đưa ra tuyên bố một ngày sau khi Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba trả lời phỏng vấn đài CNN. Ông Kuleba nói các đồng minh của Kiev, bao gồm Mỹ, đã hiểu rằng mọi thứ đang đi đúng hướng và không có sự chậm trễ. Ông Kuleba nói rằng những người chỉ trích tốc độ phản công của Ukraine nên tự xem xét lại bản thân. Các ông nghĩ như thế nào khi quay về nước, mở điện thoại lên và đọc những lời chỉ trích rằng chính các ông đã chậm chạp ra sao hay làm cho tốt như thế nào? Ông Kuleba nói.